chúng ta sẽ có kết nối với một ít thiết bị nho nhỏ để có thể làm cho cái bài tự động hóa ngày hôm qua nó thêm sinh động một chút xíu trước khi chúng ta kết nối với server IoT. Nên là thầy cô có thiết bị thì thầy cô chuẩn bị giùm em mạch để điều khiển cho máy bơm, hoặc là một cái relay cũng được, một trong hai mạch đó là được rồi, hoặc là một cái quạt cũng được, cái nào cũng được. Dạ rồi, alo. Dạ thì trước khi chúng ta bắt đầu á thì thầy cô có thể nhắn lên cho em là những cái thiết bị như thế này, relay máy và máy bơm. Thầy cô nhắn lên cho em là số lượng thiết bị mà thầy cô đang có là cái gì thì cô ha, để em có thể sắp xếp làm sao cho cái tiện.
Rồi thì hiện tại có hai thầy cô có thiết bị thôi, không biết còn thầy cô nào có thiết bị không ạ? Thì chúng ta có thể nhắn lên. Em không cần cảm biến lắm đâu ạ, em chỉ cần các thiết bị gọi là thiết bị hoạt động á, để chúng ta có thể minh họa cho cái ứng dụng tự động hóa của chúng ta. Còn quạt với relay, ok thầy. Dạ rồi, thì bây giờ thầy cô có một số thiết bị rồi thì chúng ta có thể thử ha, chúng ta thử để làm cho cái ứng dụng tự động hóa của chúng ta ngày hôm qua nó sinh động hơn. Thì thứ nhất là hôm qua chúng ta dừng ở đây, đó là các cái câu logic sẽ được hiện thực bằng chu kỳ, và thực sự 1 giây hoặc là nửa giây là cái con số khá là ổn để cho thầy cô có thể hiện thực các cái ứng dụng tự động hóa. Hiếm lắm ha, trường hợp hiếm lắm thì chúng ta mới cần 0.1 giây thôi, chứ chúng ta cũng không nên xài cái con số 0.1 giây này thầy cô ha. Với con số đơn vị 1 giây hoặc là nửa giây thì hệ thống của chúng ta sẽ hoạt động khá là ổn định. Dạ, thì hôm nay chúng ta sẽ gắn một số thiết bị vào để cho cái ứng dụng của chúng ta nó sinh động hơn. Thì hôm qua là chúng ta chỉ có gắn cái cảm biến độ ẩm đất vào chân V0 thôi đúng không ạ? Thì hôm qua là chúng ta chỉ có hiển thị một số đèn đơn giản thôi. Thì bây giờ thầy cô có thể thử gắn một cái máy bơm chìm vào cái chân B3, B6, nhưng là trên cái màn hình mà em đang chia sẻ. Hoặc là thầy cô không có máy bơm thì chúng ta sẽ gắn thay vào vị trí B3, B6 là một cái relay. Còn không có nữa thì thầy cô có thể gắn một cái quạt vào đi. Nhưng mà cái quạt đó thầy cô gắn vào B1 ha. Cái quạt thì gắn vào B1 giúp em. Thông tin như vậy thì gắn vào B1 ha, relay thì gắn vào B3 hoặc B6, bơm thì cũng là B3 và B6 luôn, một trong hai thôi thầy cô ha, một trong hai thôi. Relay có thì gắn gắn relay rồi thì thôi, còn nếu chúng ta có máy bơm thì chúng ta gắn máy bơm thì nó sẽ sinh động hơn. Các cái chân kết nối thì em đã trình bày với thầy cô trên phần chat của Meet rồi đó. Thì thầy cô cố gắng cắm cho đúng ha, để chúng ta làm việc cho nó đồng bộ thôi. Còn hiện tại chúng ta đang có một cái cảm biến độ ẩm đất ha, độ ẩm đất chúng ta đang nói với chân V0, ẩm đất chúng ta đang nói với V0. Thì cũng không có nhiều thầy cô mới để em xem. Thầy Nguyễn Xuân Lực, thầy Tiến, thầy Nguyễn Minh Quang 1, 2. Dạ rồi, thì chúng ta có đây khoảng 1, 2, 3, 5. Chúng ta có khoảng 8 thầy cô. Nên là nếu mà thầy cô mà làm có vấn đề gì chúng ta nhắn lên liền ha. Thầy cô nào có thiết bị thì chúng ta cũng có thể bật webcam để chúng ta chia sẻ và làm. Em cũng sẽ theo dõi để em có thể hỗ trợ cho thầy cô được liền. Dạ rồi, thì thầy cô cắm thiết bị theo cái công thức mà em đang chia sẻ trên phần chat ha. Và chúng ta sẽ có chuyển sang luôn. Relay, dạ relay. Relay thì mình cắm vào B3 B6 ấy ạ. Dạ. Có relay thì khỏi cắm cái kia thầy cô ha. Rồi, thì chúng em sẽ chia sẻ cái màn hình lập trình. Đây là cái chương trình mà hôm qua chúng ta đang dừng lại đúng không thầy cô? Thầy cô chờ chút xíu ha, để em tìm coi nó nằm đâu. Đây không ha? Đây. Đây đúng không ạ? Đây là chương trình mà hôm qua chúng ta đang dừng lại. Rồi, thì
Hôm qua chúng ta đang dừng lại chương trình này và bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó sinh động hơn một chút xíu. Em sẽ lấy hai cái logic cuối cùng. Nếu nhiệt độ mà lớn hơn 30 thì em bật quạt, và nếu nhiệt độ nhỏ hơn 30 thì tạm coi là trời lạnh và chúng ta sẽ tắt quạt thầy cô ha. Thì đây là một trong những cái tính năng mà em tạm gọi là tự động hóa. Thì khi thầy cô hiện thực á, thì thầy cô có thể xóa hai câu lệnh đổi màu đèn này cũng được, nhưng mà giữ lại để chúng ta có thể tạm gọi là chúng ta kiểm tra thì cũng rất là tốt. Em nghĩ là không nên xóa, thầy cô cứ giữ lại hai cái câu lệnh hiển thị đèn để và chúng ta chỉ thêm cái câu lệnh điều khiển trực tiếp tới cái máy quạt thôi. Thì cái máy quạt của chúng ta hồi nãy em nói là thầy cô gắn vào chân B1 đúng không? Máy quạt gắn vào chân B1 thì chúng ta sẽ tìm vào trong cái nhóm lệnh AIoT này để chúng ta bật quạt, và chúng ta cho tốc độ bao nhiêu phần trăm ấy tùy thầy cô ha, mà nhanh thì nó quay nhanh, chậm nó quay chậm, số cao thì nó quay nhanh, số nhỏ nó quay chậm, và không thì nó sẽ tắt. Và em sẽ có đây là chân B1 ha, thì cố gắng với chân nào thì chúng ta phải lập trình đúng như vậy, và chúng ta sẽ có một cái chức năng tự động hóa là tự động bật quạt khi nhiệt độ cao và tắt quạt khi nhiệt độ thấp. Thì cô có thể bổ sung cái câu lệnh này vào và nhắn lên cho em phím số 1 ha, nếu như chúng ta làm xong. Thì sẵn đây em sẽ có một chút phần quà để cho thầy cô có thể phấn đấu, sẵn để tạo áp lực cho Phát một chút xíu. Thực ra tụi em đang phát triển một cái thư viện mới, đó là dự báo thời tiết. Thì tụi em sẽ tặng 5 phần quà cho thầy cô nào làm tốt cái phần tự động hóa và một chút xíu cái IoT trong ngày hôm nay. Thì cái phần dự báo thời tiết đó đang được phát triển, và nó sẽ dựa vào cái module GPS nữa. Thì tùy thầy cô đang ở đâu thì nó sẽ lấy thông tin thời tiết ở cái vùng đó và trả về thông tin cho thầy cô. Lát thì Phát có thể demo chút xíu những cái phiên bản còn thô sơ, lập trình Python chưa có chuyển sang được ngôn ngữ kéo thả. Và em nghĩ cái đó cũng rất là ấn tượng để cho thầy cô có tích hợp thêm trong dự án của mình. Với cái GPS và tọa độ thì cũng là một cái công cụ khá là mới rồi đó. Thầy cô cũng có thể nghĩ ra nhiều cái ứng dụng hay với GPS. Thêm cái phần dự báo thời tiết nữa, thì dự báo thời tiết nó là phần mềm thôi, có GPS thì sẽ có thêm thông tin thời tiết. Đó là những cái mà tụi em sẽ hỗ trợ thêm cho thầy cô, thậm chí là thầy cô biết được chất lượng không khí rồi độ bụi, tất tần tật những cái đó là sẽ là phần mềm hết, mà tụi em sẽ cập nhật một thời gian qua mỗi một đợt thì sẽ có thêm những tính năng mới. Hy vọng là sẽ làm tốt. Rồi, thì đó là cái phần dành cho quạt, và em cũng có một cái dành cho độ ẩm đất, và chúng ta sẽ bật máy bơm hoặc là bật relay. Thì câu lệnh dành cho bật máy bơm á thì nó sẽ là bật cổng USB hả thầy cô, và chúng ta đang nói vào chân là B3 đúng không? Đang nói vào chân B3 nên là thầy cô chỉnh lại cái thông tin ở đây cho nó chính xác ha. Bật cổng USB ở chân B3 nha thầy cô. Thầy cô nào xài relay á thì chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh bật relay ở chân cũng là B13, hai câu lệnh này liên tiếp nhau nè nên cũng khá là dễ xài, mà thậm chí ba câu lệnh nó liên tiếp nhau luôn. Thầy cô có thể định vị nó rất là đơn giản. Thầy cô đang có thiết bị gì thì chúng ta xài thiết bị đó cho nó tương thích ha, và nhớ là chúng ta đang gắn vào chân B3. Em sẽ lấy cái câu lệnh bật cổng USB đi thầy cô ha. Đây là thiết bị dành cho máy bơm chìm. Chúng ta sẽ có B3 dành cho máy bơm chìm, và trăm trăm phần trăm cũng được và 0%. Thầy cô nào xài relay thì xài câu lệnh ngay phía dưới câu lệnh bật cổng USB trong một IoT kit thầy cô ha. Ta sẽ có cái câu lệnh là liên quan đến bật relay á, và chúng ta chọn chân tương ứng là được rồi. Thiết bị nào cũng được, em không quan trọng lắm. Thì chúng ta sẽ có hai cái khối lệnh tự động hóa, nhưng mà lần này nó sẽ trực tiếp liên quan đến thiết bị luôn. Và chúng ta vẫn giữ lại việc hiển thị một cái đèn trên màn hình 25 đèn để chúng ta kiểm tra chương trình có hoạt động đúng hay không. Nếu đèn đổi màu là đúng với cái lập trình của chúng ta, còn thiết bị mà nó không quay á thì thầy cô kiểm tra lại dây nhợ kết nối chân cẳng có đúng hay chưa, hoặc đôi lúc cũng phải kiểm tra lại thiết bị có còn hoạt động hay không. Đó là những cái
kinh nghiệm để cho chúng ta có thể làm dự án nó được trơn tru và chúng ta có thể chủ động tự tìm lỗi mà chúng ta gặp phải. Dạ, thầy cô nhấn lên cho em phím số 2 ha, nếu như thầy cô đã làm xong rồi. Và em sẽ chờ thầy cô khoảng 5 phút, nếu mà thầy cô làm xong rồi thì có thể nhắn vào trong group Zalo cái video để chúng ta có thể tạm gọi là động viên cộng đồng chút xíu. Chắc là hôm nay đa số các thầy cô đều bận cuối năm nên là lớp khá là ít mà cũng không sao. Dạ. Nếu ít thì chúng ta sẽ làm được nhiều hơn và làm được nhanh hơn. Em sẽ có thời gian chia sẻ với thầy cô bên lề. Vâng. Thì những thông tin về dự báo thời tiết mà thầy cô đang sử dụng trong các thiết bị di động của mình nó hoạt động như vậy thôi, nó dựa vào vị trí GPS của thầy cô và nó có một cái server về dự báo thời tiết để cung cấp các thông tin bên lề. Chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy, nhưng với GPS thôi là đủ để chúng ta có tất cả các thông tin về thời tiết. Sẽ hơi mất thời gian một tí vì cái server tụi em sử dụng là server miễn phí nên là để cho cộng đồng có thể xài một cách thoải mái thì tụi em sẽ phải chỉnh sửa một chút xíu thì cái dữ liệu nó mới được miễn phí được, cộng đồng thì phải trả tiền vì nó bị quá là gọi là quá quota thầy cô, phải trả tiền. Tụi em sẽ cố gắng dùng trong cái quota mà mình đang có, nhưng mà cũng vì vậy mà thông tin dự báo thời tiết nó có thể không chính xác một cách quá tuyệt đối, tương đối thôi, như hiện tại Phát đang xài cũng khá là ổn đó, tương đối chính xác thôi chứ nó không một cách tuyệt đối, nhưng mà cũng khá là đủ để xài cho các ứng dụng của thầy cô ha. Tương lai có thể có dự báo một cách rõ ràng luôn á, tức là thời tiết của 2 3 tiếng nữa hoặc là 2 3 ngày sau nữa nó sẽ như thế nào là cũng có thể làm được. Để Phát làm từ từ, khá là nhiều việc, dễ, dễ. Rồi thì không biết là thầy cô có trao đổi thêm về một cái tính năng tự động hóa nào hay không, thì thầy cô cũng có thể chủ động bật mic để chia sẻ với em ha. Thì đợt ngày hôm qua có thầy Soái đang thử về cảm biến mưa, thực ra thầy có thể dùng cái câu lệnh là đọc cảm biến độ ẩm đất á, và gắn với cái chân mà đang nói với cảm biến mưa cũng được chứ không cần thiết, tức là thầy cô biết, thầy cô mà nhớ cái nguyên lý của cái câu lệnh đọc độ ẩm đất này, thực ra là nó là đọc tín hiệu điện áp thôi, là tín hiệu điện áp và chuyển sang phần trăm, nên là cái gì mà trả về điện áp và thầy cô muốn chuyển nó sang đơn vị phần trăm thì cứ xài câu lệnh này chứ cũng không nhất thiết là phải xài câu lệnh khác đâu. Miễn làm sao chúng ta chỉ định chân cho nó đúng là được, ví dụ cảm biến mưa đang gắn với chân B2 thì cứ đọc độ ẩm đất chân B2 thôi, thì cái thông tin thầy cô có nó sẽ là từ cảm biến mưa. Còn câu đây chỉ là một câu lệnh thôi chứ chúng ta cũng không có bị ràng buộc rằng là câu lệnh này chỉ xài cho độ ấm đất thôi, cảm biến khác gắn vô thì không xài được, nó không đúng. Tất cả các cảm biến mà có ý nghĩa phần trăm, ví dụ như phần trăm CO2 hoặc là phần trăm về độ mặn chẳng hạn, như vậy hoàn toàn có thể xài một câu lệnh này là được thầy cô ha. Còn trường hợp mà nó ngược á, trường hợp mà thông tin ý nghĩa thông tin nó ngược á, tức là có mưa thì nó lại nhỏ và không mưa thì nó lại cao á, thì thầy cô lấy 100 trừ cho cái con số thôi là nó sẽ ra. Thì thầy cô lấy 100 chúng ta trừ lại thôi ha, thì cái ý nghĩa thông tin nó sẽ chính xác. Để rồi không biết là thầy cô nào có chia sẻ gì thêm không ạ? Thầy cô cần chia sẻ chúng ta cứ chủ động bật mic quá đông các thầy cô nên. Dạ rồi. Thì để bây giờ chúng ta sẽ làm qua tính năng IoT thầy cô ha. Năng IoT. Thì cái này thì với những thầy cô đang có ở đây á thì chắc là thầy cô đã làm nhiều rồi và chắc cũng đã khá là quen rồi. Dạ, thì tính năng IoT á thì chúng ta sẽ cần thêm cái thư viện MQTT. Đó, thư viện mà chúng ta đã khá là quen thuộc. Thầy cô nào chúng ta chưa có thì chúng ta có thể vào phần mở rộng ha. Chúng ta tìm cái thư viện MQTT, chúng ta thêm vào đây, đây là thư viện đây, thầy cô có thể
tin nhắn có thể gõ trên cái ô tìm kiếm và chúng ta sẽ tìm thấy thư viện rất là nhanh. Anh cho em phím số 3. Rồi, thì sau khi thêm cái thư viện MQTT này rồi, thầy cô sẽ có một số cái bước để khởi tạo cho cái hệ thống của mình. Và như ngày hôm qua chúng ta đã quy ước với nhau rằng á, là những gì mà chúng ta sẽ khởi tạo á, nó sẽ nằm giữa hai cái câu lệnh hiện chữ này, đúng không thầy cô? Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Dạ. Chúng ta sẽ vào MQTT ha. Chúng ta sẽ kết nối Wi-Fi trước. Dạ. Ứng dụng về kết nối vạn vật thì bắt buộc mạng thầy cô ha. À, chúng ta cần phải kết nối Wi-Fi. Và chúng ta sẽ chọn cái mạng Wi-Fi của nhà mình đó nha. Thì có thể là mạng Wi-Fi thì cô đang xài hoặc là mạng Wi-Fi được phát từ điện thoại 3G, 4G đó. Ta kết nối với Wi-Fi. Và thông thường á thì cô nên nếu nếu mà thầy cô dùng điện thoại được phát ra mạng 4G á, cái tên nó đơn giản thôi thì chúng ta đỡ gõ sai, tránh những cái sai lầm nó những cái lỗi nó đáng tiếc. Bên phía thầy Phương thầy tắt hơi hơi bị ồn rồi. Thì đây là câu lệnh để kết nối wifi, đó là câu lệnh mang tính chất khởi tạo và chúng ta chỉ cần làm một lần thôi là được rồi. Và sau khi kết nối wifi xong thì chúng ta sẽ kết nối đến server của OSTEM, câu lệnh ngay phía bên dưới trong mục MQTT mà thôi. Và thầy cô sẽ tự chọn cho mình một cái tên ha, tự chọn cho mình một cái giống như là một cái tài khoản trên server của tụi em. Và vì tụi em muốn đơn giản hóa tối đa có thể nên là không có bước đăng ký tài khoản, thì cô chỉ cần gõ vô đây cho mình một cái tên là nó sẽ có thôi. Và thầy cô gõ tên gì thì thầy cô nhớ ha, vô demo gì đó đi. Hôm nay là ngày 29 tháng 1, thì cô có thể chọn một cái con số gì đó của riêng mình ha. Nó có thể là bốn số cuối trong căn cước công dân của thầy cô hay là cái gì đó cũng được, miễn sao nó khác nhau nha. Trong trường hợp hy hữu lắm thì chúng ta mới có những con số giống nhau, và khi giống nhau thì người này sẽ gửi dữ liệu cho người kia đó. Nên là thầy cô hãy cố gắng chọn làm sao để con số của chúng ta nó gần như là duy nhất, và nó không xác suất trùng với người khác là rất là thấp, chỉ là không có. Đây là hai cái câu lệnh khởi tạo mà chúng ta cần phải thêm vào. Thầy cô nhấn lên cho em phím số 4 ha. Dạ rồi, thì còn một cái câu lệnh cuối cùng về phần MQTT, về phần IoT mà thầy cô cần phải ghi nhớ ha. Nhưng thông thường là thầy cô làm quen rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra thôi. Thầy cô bắt buộc phải vô mục MQTT và dùng câu lệnh cập nhật thông tin từ server trong phần lập mãi mãi này. Tức là chúng ta sẽ có ba câu lệnh để thiết lập cho phần IoT: kết nối Wi-Fi, kết nối server và cập nhật thông tin từ server. Vị trí của các câu lệnh này khá là quan trọng thì cô ha. Hai câu lệnh đầu là nằm trong phần bắt đầu và nó nằm kẹp giữa hai câu lệnh hiện chữ.
để chúng ta biết là nó sẽ kết nối thành công khi mà ra được chữ OK là nó đã kết nối thành công. Tuy nhiên còn một câu lệnh nữa nó nằm trong phần lập mãi mãi. Trong lập mãi mãi bây giờ nó sẽ có ba câu lệnh, vị trí nằm đâu cũng không quan trọng hết, nhưng mà phải có đủ ba. Hôm qua là xử lý sự kiện và tạm dừng 1 giây, thì hôm nay thêm một câu lệnh nữa là cập nhật thông tin từ server. Đây là ba câu lệnh gọi là bắt buộc thầy cô phải có trong phần lập mãi mãi. Thầy cô làm đến bước này thì chúng ta có thể nạp chương trình vào trong mạch YOLOBIT của mình và xem coi nó có hiện được cái chữ ô tô này hay không, nó có hiện được chữ OK này hay không. Khi mà nó hiện được hai cái chữ này luôn á là mọi thứ đã kết nối thành công và thầy cô đã sẵn sàng để hiện thực tiếp. Thầy cô nhấn lên cho em phím số 5. Nếu như chúng ta nạp chương trình vào và chúng ta thấy được cái chữ OK nó hiện ra ha, tức là cái chữ đầu và cái chữ cuối nó hiện ra thì là thầy kết nối thành công. Nhấn lên cho em phím số 5 ha. Quý thầy cô nào đang xem màn hình đó ta, thầy cô có thể lấy xuống giùm em biết chỗ này chỉnh như thế nào. Nhà có thầy cô ở bên phía máy tính Đại An á, thầy cô đang xem màn hình đó, thì em có thể thấy là thầy cô hiện thực đang bị thiếu một số thông tin đó. Thứ nhất là kết nối đến server OSTEM thì đang thiếu cái username thầy cô nhé, thầy cô nên đặt cái username nó vào, và các cái câu lệnh chu kỳ kia thầy cô cũng nên chỉnh thời gian nó lại là 1 giây ha, tại vì 5 giây thì nó sẽ chậm nha, 5 giây thì nó sẽ thực hiện khá là chậm đó, phải 5 giây sau thì nó mới bắt đầu thực hiện. Tại vì cái điều kiện logic nó sẽ được kiểm tra mỗi 5 giây một lần nên để như vậy thì nó sẽ khá là chậm. Rồi, thầy cô vẫn đang thấy màn hình của em đúng không ạ? Quan trọng nhất là nó hiện được cái chữ OK ở cuối á, là thầy cô lập trình nó như thế nào á thì nó sẽ hiện được hai dòng chữ đó. Nó ra được hai dòng chữ như chúng ta mong muốn á là mọi thứ nó đã thành công rồi đó thầy cô. Ở đây có thầy cô nào muốn kiểm tra thì thầy cô chụp màn hình của mình và gửi vào group Zalo ha, chụp nguyên màn hình và gửi vào group Zalo luôn, em sẽ kiểm tra và góp ý cho thầy cô nếu như thầy cô cần hỗ trợ. Em thấy mới có ba thầy nhắn lên à, không biết là thầy cô nào có lỗi thì chúng ta cứ chủ động bật mic lên luôn đi thầy cô nhé. Em cứ gọi tên đại thử thế nào ha, thầy cô có nick là An á, thì không biết mình đang bị kẹt ở vấn đề nào ạ. Dạ không thầy à. À, bên thầy chạy được chưa? Mấy cái thiết bị này tôi không có cho nên không có kết được. À dạ. Để rồi. Bên phía thầy Võ Phương ạ. À. Thầy cô Nguyễn Xuân Lực. Trần Thị Quỳnh Nga. À, em mới hôm nay mới xem mới lâu giờ em mới xem lại cái này mới tham gia được, khi hè thì có tham gia mấy buổi rồi mà lâu giờ bận đấy.
em mới tham gia được cái thấy cái thiết bị cầm ứng em cái quẻ nữa em chưa có. À, thầy hiện tại đang có cái nào không ạ? Zolo bị thôi, và Zolo bị với cái cầm ứng làm cái chủ đề thứ hai do đường ấy. Với mạch Zolobit thì thầy cũng có thể làm được rồi đấy ạ. À. Không không cần có thiết bị đâu ạ. À. Hiện tại là cái chung hướng của em là để tránh sự phụ thuộc vào thiết bị nhiều nhất rồi. Chương trình này nạp vô cái mạch Zolobit không nó vẫn chạy như này. Ta cho em Thầy những cũng cái khối lành bị khuất khuất đâu rồi em mới vô vô môn cái màn hình của thầy sao ạ? cho em nhìn cái khối lành bị khuất hạ cái khối lành bên kia bên trên màn hình thầy. Thôi cái này để em chia sẻ. Thầy cô Nguyễn Xuân Lực ạ. Em không có mạch ở đây thầy ơi, tại vì hôm nay em đã đi chứ không không phải ở nhà ấy, nên là tạm đang bị theo dõi thôi. Và Ok, thầy Nguyệt MC, thầy cô có nick là Nguyệt MC, không biết là mình có vấn đề gì không ạ? dạ thưa thầy em cũng đang thiếu thiết bị thì em đang vừa mới có mới Zolovit em đang test thử cái đèn thôi ạ. Dạ, thì thầy cứ chương trình này hiện ta thực ra là chạy được trên YouTube nha, thầy cô không cần có thiết bị nào vẫn chạy được đó. Vâng, em đang lên lấy cho cò lên lấy tí xuống về và test thử thầy. Vâng. Yeah. Vâng, thầy. Rồi, thôi sẽ tiếp tục ha thầy cô ha. Thì cái chương trình này là nó chạy được trên một cái mạch YoloBit không thôi nha thầy cô. Ví dụ như thiết bị này chưa gắn thì chúng ta không thấy nó chạy thôi, nhưng mà đèn nó vẫn sẽ đổi màu theo cái điều kiện mà chúng ta đang làm. Không không có vấn đề gì hết. Yeah. Thì sau khi mà thầy cô thiết lập xong nha, thầy cô để ý nha, có mấy con số này hồi nãy một số thầy cô xem mà hình em thấy đang làm sai á. Ban đầu là em để 5 giây nhưng mà sau đó em sửa lại cho nó nhanh hơn là 1 giây ha. Thầy cô đang để 5 giây là chưa đúng đó. Và quan trọng nhất nè là thầy cô phải chọn cho mình một cái username nha. Thầy cô để không không là nó gửi lên và nó có thể làm treo cái tài khoản ở trên server ha. Nên là đây là những vấn đề mà chúng ta chú ý. Cái server mà tụi em làm nó giống như là một cái nơi công cộng gì đó, ai cũng có thể xài được, nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta xài chúng ta cũng phải gọi tạm gọi là giữ gìn nó chút xíu. Chứ không thôi mà để cái này trắng tinh và chúng ta gửi lên và rất nhiều người gửi thì nó sẽ bị treo cái tài khoản đó. Yeah. Và đôi khi nó dẫn đến treo server thì tụi em sẽ phải cần phải khởi động lại. À, thì nó sẽ vất vả như vậy, nên là chúng ta nên nhớ ha, là câu lệnh này thầy cô sẽ phải điền cái username của mình vô liền, đừng có để nó trống. Yeah. Và với một cái ứng dụng IoT á, thì thầy cô cũng sẽ xài một cái câu lệnh sự kiện là sau mỗi bao nhiêu. Thầy Nhân ơi, thầy chưa chia sẻ màn hình ạ. Chưa ok rồi thì thầy cô nhớ ha là cái câu lệnh kết nối đến OSTEM này nè là mình sẽ phải đặt cái username liền, đừng có để nó trống nha, đừng có quên nữa, đó là cái quan trọng nhất. Và cái câu về cái chức năng IoT á, là cái tính năng thông dụng nhất mà thầy cô sẽ xài á, là gửi dữ liệu lên server, là thầy cô nên có một cái chu kỳ nó tương đối là nó xa xa chút xíu, 10 giây, 20 giây, 30 giây gì đó, chứ cũng đừng có nên là làm quá ngắn. Là tự động hóa thì làm ngắn, tự động hóa làm ngắn để cho nó nhanh để thấy được cái nó đáp ứng 1 giây là ok. Còn IoT á, mà gửi lên dữ liệu để có thể giám sát từ xa thì thường 30 giây gửi một lần là ok rồi. À, nên là chúng ta sẽ xài cái khối lệnh là sau mỗi 30 giây thực hiện. Dạ, thầy cô nhấn lên cho em phím tiếp theo đi ha, nếu như thầy cô đã kéo ra được cái 30 giây rồi, phím số 6 nha. Rồi, có một cái thông tin bên lề á, là thường á, là trong các ứng dụng của thầy cô á, đôi khi thầy cô không có gửi dữ liệu lên. Thầy cô chỉ cần điều khiển từ trên server xuống thôi. Nhưng mà thầy cô không gửi dữ liệu lên thì nó sẽ mất kết nối với server nha thầy cô. Nên cho dù không có dữ liệu gì thì cũng cứ gửi đại cái thông tin gì đó lên server sau mỗi 30 giây. Thực ra là thầy cô luôn luôn có một dữ liệu có thể gửi lên server, tại vì cái bản thân cái mạch YoloBit ở không thôi nó cũng đã có 2 cảm biến rồi, chúng ta cứ gửi 2 cảm biến lên server đi.
xài em xài kệ, xài thôi bỏ. À, chứ chúng ta đừng không gửi gì hết lên server là nó sẽ bị mất kết nối với server. Và thời gian 30 giây này là em cũng thử rồi, 30 giây gửi lần là nó sẽ không bao giờ mất kết nối hết. Đúng không ạ? Dạ, thầy cô nhắn lên cho em tiếp số 6 ha, nếu như chúng ta đã có được cái câu lệnh chu kỳ 30 giây đó rồi. Sao em không thấy thầy cô nhắn, không biết là phần chat của em nó có vấn đề gì không ta. Alo alo, không biết là hôm nay TA là ai á, mọi người nghe hả? Thầy nhân ơi, chắc là cái chỗ thầy zoom cái nhóm lệnh của thầy lên lớn để xem dễ thì mọi người đang bảo khuất cái bên kia, tức là những cái nhóm lệnh sau mỗi một giây của thầy nó bị khuất nên là mọi người đang, chắc là một số người muốn xem á. Vâng. Ủa nhưng mà cái đó là hôm qua mình đã hiện thực rồi mà thầy cô, nên là thầy cô có nhu cầu xem bên đó là muốn xem phần gì á thì thầy cô cứ bật mic lên trao đổi với em đi. Vâng, chắc là cô Võ Phương kia muốn xem. Nghe đúng nói ha. Bản thân em không muốn thầy cô đụng vô những cái này đâu nha. Bây giờ mà thầy cô cứ đặt thầy cô xem những cái này á, là thầy cô sẽ bỏ sót những cái hướng dẫn tiếp theo của em đó. Dạ thầy cô chuẩn bị ha, sau cuối buổi thì em sẽ có 5 phần quà cho thầy cô, thì hy vọng là thầy cô sẽ nhận được những phần quà này. Mỗi phần quà sẽ là một module GPS, nhưng mà thời gian thì có thể hơi chậm chút xíu nha thầy cô, tại vì đây là thiết bị thử nghiệm thôi, chưa có sản xuất hàng loạt, nên là có thể nó sẽ không được đẹp, nó vừa đủ để xài thôi, cộng với một cái phần mềm về dự báo thời tiết. Dạ rồi, thì thầy cô gửi lên server dùm em hai cái thông tin có sẵn trong mạch YOLOBIT thôi, cũng không cần phải kiếm cái thông tin gì đó cho nó xa xôi đâu. Chúng ta sẽ vào MQTT ha, và chúng ta gửi đến chủ đề. Thường thì mình cứ hay gửi đến V1 lắm, nhưng mà thực sự em muốn là V2 hay V3 gì đó cho nó tách ra. Mà thôi, không sao, chúng ta có thể gửi đến V1 cũng được. Nhưng mà thầy cô sẽ lấy trong ngõ vào á, thầy cô lấy cái nhiệt độ, thầy cô ráp vào cái chữ hello này và gửi đến V1. Mỗi thông tin chúng ta sẽ gửi đến một cái chủ đề khác nhau và chúng ta sẽ không có gửi trùng ha thầy cô ha. Nếu mà gửi trùng thì cái thông tin cũ nó sẽ bị mất, nên là chúng ta sẽ gửi hai cái thông tin nhiệt độ và ánh sáng lên V1 và V2. Em sẽ có phần ngõ vào này và có mức độ sáng đúng không? Đây là hai cái thông tin về cảm biến mà chúng ta đã làm hôm qua. Thì nó là như vậy. Thì chương trình của thầy cô sẽ khá là độc lập, nó không có dính líu gì với nhau cả. Phần tự động nó chạy phần nó, và phần IoT thì nó sẽ chạy phần của IoT. Mỗi cái khối chu kỳ này là chạy độc lập, nó như một chương trình độc lập vậy đó. Có một mình nó cũng chạy, mà có hết thì nó cũng chạy. Nó chạy đồng thời, nó không bị phụ thuộc lẫn nhau thầy cô ha. Rồi đến đây thầy cô nhấn lên cho em phím số 7 nha, nếu như chúng ta đã hiện thực xong ha. Ở đây IoT chỉ có nhiêu đây thôi. IoT. Không biết là phần chat của em có vấn đề không ha, không biết thầy cô nào thử chat lên cho em cái, thầy Nguyệt thầy nhắn lên cho em cái, sao em không thấy ai nhắn lên, là em cũng đang hơi hoang mang đây, biết là thầy cô có đang gặp vấn đề không ạ. Phần chat điện số 7 thấy mọi người cũng gửi nhiều với thầy ạ. Ồ, vậy là phần chat của em có vấn đề rồi, em không thấy thầy cô nhắn gì hết luôn. Vâng, thầy kiểm tra lại xem. Vâng. Em mới tắt và em mở lại cũng thấy hết luôn. Dạ rồi, thì như vậy là cái chương trình về YOLOBIT nó đã xong rồi đó.
Và thói quen nha, thói quen em đang làm á là em sẽ nạp chết cái chương trình này vào cái mạch YOLOBIT luôn. Khi mà chương trình nó đã hòm hòm xong rồi á thì chúng ta không cần phải nạp thử bằng cái tính năng này nữa mà chúng ta sẽ nạp chết luôn, nên là em sẽ chia sẻ kinh nghiệm của em cho thầy cô ha. Thầy cô có thể bật cái màn hình nhập lệnh lên, thầy cô bật cái màn hình nhập lệnh lên trước ha. Của em là em không có thiết bị ở đây nên nó không lên luôn, thiết bị của em mấy bạn mượn hết rồi, em không có cái nào hết. Thì thầy cô có thể nạp chết bằng cách là vào cái biểu tượng bánh răng nè, chúng ta chọn lưu project vào thiết bị. Và sau đó nha, thầy cô click chuột trái vào cái màn hình đen đen bên dưới nè, thầy cô nhấn tổ hợp phím nóng Ctrl D nha, cái này nó sẽ reset thiết bị cho thầy cô luôn và chương trình nó sẽ chạy ngay lập tức. Nó chạy với cái chương trình đã được lưu vào trong thiết bị. Đó, thì thầy cô thử đi ha, em sẽ nhắn chat lên ha. Thầy cô vào biểu tượng cài đặt, chọn sau đó thầy cô sẽ vào cửa sổ nhập lệnh, thầy cô nhấn tổ phím là Ctrl D là em không chat được cho thầy cô luôn, em không biết là cái này nó đang bị gì luôn ta. Rồi, mà thầy cô làm đi ha, nếu mà thầy cô gặp khó khăn thì thầy cô bật mic lên luôn nha. Phần chat của em nó bị lỗi rồi, không biết tại sao nó không chat được. Hồi nãy em gửi một cái đường link chia sẻ chương trình thôi, em chả hiểu tại sao mà nó lại từ lúc đó là bị lỗi luôn á. À, đây đây là cách mà em làm ha, em làm tức là khi chương trình của em nó đã gần gần xong rồi đó, em thấy cái xác suất mà em làm đúng nó cao rồi đó, thì em không cần phải nạp để thử nữa, em lưu dự án vào thiết bị luôn. Và mỗi lần lưu xong thì em nhấn vào đây, em Ctrl D, em nhấn vào cái màn hình nhập lệnh á, Ctrl D nó sẽ hiển thị lên cái chữ là soft reboot đó, tức là nó sẽ giống như thầy cô nhấn phím reset vậy đó, nhấn nút reset vậy đó, thì nó sẽ tự động nó reset lại cho thầy cô luôn. Nên là nó sẽ chạy chương trình. Và chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển sang cái phần màn hình IoT để chúng ta thiết kế cho cái phần hiển thị thầy cô ha. Rồi, mở một tab mới và vào phần bảng điều khiển IoT thầy cô nha. Chắc là em thoát cái mic một chút xíu ha, em vô lại ha thầy cô ha, em thoát ra em vô lại thử. Alo alo, bây giờ không chat được luôn. Bây giờ cái biểu tượng chat mất luôn rồi. Thôi em chịu. Rồi thì em sẽ tạo mới thầy cô ha, sẽ tạo mới một cái màn hình điều hành. Tạo mới một cái màn hình điều hành và chúng ta sẽ thiết kế. Nhưng mà hồi trước á sao nó cứ bị thoát hoài đó, hồi trước á là chúng ta hay thiết kế hai bay vô đây, vô cái màn hình điều hành là chúng ta thiết kế liền lắm, nhưng mà bây giờ thầy cô đã làm đã có kinh nghiệm rồi á thì chúng ta sẽ đặt cái username này trước tiên cho em. Đặt cái username này trước tiên luôn,
Thì cũng giống như em chia sẻ hồi nãy á, quan trọng cái server này là chúng ta đang xài miễn phí nên là việc không để username này nó sẽ khá là tạo nhiều cái khó khăn cho cái server. Nên là khi thầy cô vào màn hình thiết kế này, thầy cô đặt cái username của cái bảng màn hình điều hành này luôn đi. Và hiển nhiên chúng ta sẽ phải đặt cho nó giống với cái username mà chúng ta đã chọn bên phía mạch YOLOBIT đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đặt cho nó giống nhau. Như rồi, em sẽ cho thầy cô 2 phút để thầy cô thao tác cho chuyện này. Vì lý do là chúng ta sẽ phải chuyển qua chuyển lại á, nên là em sẽ hay mở cái này thành hai cái tab luôn, chứ em sẽ không tắt cái cũ. Khi mà làm đến IoT rồi thì em sẽ mở cái IoT ra một tab mới, còn cái chương trình cho YOLOBIT thì em vẫn để đó để em kiểm tra cho nó tiện. Rồi có vấn đề gì thì thầy cô bật mic lên liền ha, tại vì hiện tại là em không thể chat được nên là em không thể nào không có cách nào để tương tác với thầy cô cả. Không biết tại sao nó lại lạ như vậy. PC đâu, thầy Nguyệt thử nhắn lại cái gì đó cho em đi thầy. Em nhắn 77 thầy xem. À rồi, được rồi, lên lại rồi. Ok. Vâng. Nhà thầy cô làm xong cái tên cho cái màn hình điều khiển này, chúng ta nhắn lại cho em phím số 1 ha. Thầy cô sẽ phải chọn cái tên trên màn hình điều hành giống với lại cái tên mà thầy cô đã chọn bên phía mạch YOLOBIT ha. Hai cái này nó phải giống nhau thì nó mới chạy được, còn không là nó không chạy được. Rồi bây giờ là em sẽ làm, và em sẽ làm nhanh tại vì sau đó thầy cô sẽ có cuộc thi luôn nên là em sẽ làm tương đối nhanh. Thông tin của chúng ta gửi lên server rồi thì hồi nãy là thầy cô để ý ha, quan trọng là thầy cô nhớ là nhiệt độ thì gửi đến V1 và mức độ sáng thì gửi đến V2. Chúng ta nhớ cái V này thôi là được à. Thì khi mà chúng ta lấy thông tin ra để chúng ta hiển thị á, thì tất cả những gì chúng ta cần là chọn đúng cái kênh thông tin là được. Em làm trước ha, thầy cô coi rồi chúng ta làm sao. Thì em sẽ lấy ra một cái thông tin, nhấn vào dấu cộng chúng ta sẽ có cái thông tin, và cứ click trên một cái màn hình không không như thế này á, thì chúng ta sẽ đóng lại cái giao diện về các cái đối tượng trên màn hình điều hành. Còn nhấp trực tiếp vào cái đối tượng mà chúng ta vừa mới kéo ra thì chúng ta sẽ có cái bước gọi là chúng ta là chúng ta cài đặt cho nó. Em đang chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams thì nó không không làm được luôn thầy cô, nó lít vô nó không có hiện ra. Thì thầy cô có thể làm đi, thầy cô có thể làm đi ha. Và thầy cô quan trọng là chọn đúng cái kênh thông tin cần lấy ra. Ví dụ như ở đây thầy cô muốn hiển thị nhiệt độ á, thì thầy cô chọn kênh V1, và thầy cô muốn hiển thị ánh sáng á, thì thầy cô chọn kênh V2. Ví dụ như cho cái view thứ hai này nè, là em sẽ cho ánh sáng. Thì khi em click vào á, nó sẽ có một chỗ nó gọi là kênh thông tin đúng không ạ? Thầy cô chắc chắn là sẽ thấy được cái chỗ đó đúng không ạ? Và chúng ta chỉ cần chọn lại V2 là được. Thì em sẽ ví dụ cho thầy cô một cái màn hình điều hành cũng khá là đẹp, tức là thầy cô sẽ dùng cái kênh thông tin và cái biểu đồ để thầy cô hiển thị cho nó đặc sắc. Và các đối tượng giao diện đều có cùng một cách tương tác hết. Cứ kéo ra, nhấp chuột trái vô và chọn đúng kênh thông tin là được. Đúng không ạ? Rồi cái chữ mà hiển thị ở trên này á, thì nó sẽ nằm ở cái dòng đầu tiên á. Thầy cô thích đổi thì thầy cô đổi. Ví dụ như thầy cô đổi tên đây thì chữ nhiệt độ ở đây thành ánh sáng. Ở đây là lịch sử nhiệt độ và lịch sử ánh sáng chẳng hạn như vậy. Thì thầy cô sẽ có một cái màn hình điều hành rất là ấn tượng để giám sát hai thông số. Và cái đồ thị này thì lấy từ kênh V1, cái đồ thị này thì lấy từ kênh V2. À, cái ô thông tin này lấy từ kênh V1 và ô thông tin này lấy từ kênh V2.
Dạ rồi, thì đây là cái cuộc thi mà em đưa ra đây. Thầy cô hãy chạy cái mạch YOLOBIT của mình, gửi dữ liệu lên server, 30 giây gửi một lần để chúng ta thấy được nhiệt độ và ánh sáng, chúng ta thấy được biểu đồ. Và trong video của thầy cô phải có được ít nhất là hai cái tính năng tự động hóa mà thầy cô đã làm ngày hôm qua. Em xin nhắc lại ha, thầy cô quay video và gửi trên group Zalo để thấy được là nhiệt độ và ánh sáng được gửi lên màn hình điều hành 30 giây một lần, và thấy được tính năng tự động hóa nó đang chạy trên mạch YOLOBIT, những tính năng mà chúng ta đã làm trong ngày hôm qua. Ít nhất hai tính năng ha thầy cô. Trên server IoT cũng có hai tham số, và trên cái tự động hóa nó cũng sẽ có hai chức năng. Đó, thì thầy cô gửi video đó lên nhóm thì em sẽ có 5 phần quà cho 5 thầy cô làm được sớm nhất. Phần quà sẽ là một module GPS cộng với một cái thư viện phần mềm để dự báo thời tiết. Và khi thầy cô nhận được phần quà này thì sẽ có một cái buổi meeting riêng, chung cũng được, nhưng mà quan trọng là em muốn kiểm tra thầy cô ở khắp mọi miền đất nước, thầy cô ở tỉnh nào đó. Em muốn kiểm tra xem là cái hệ thống GPS nó có hoạt động đúng cái tọa độ hay không, và nó có lấy đúng thông tin về dự báo thời tiết ở cái tọa độ mà thầy cô đang đang ngồi hay không. Nên cái này là cũng là một cái tương tác để giúp tụi em hoàn thành tốt hơn cái server dự báo thời tiết. Và hy vọng là thầy cô sẽ tích cực hỗ trợ tụi em trong cái phần này trong tương lai thầy cô ha. Dạ rồi, thì phần hướng dẫn hôm nay chắc là dừng ở đây. Thầy cô nào có cần trao đổi thêm thì cứ mạnh dạn bật mic ha, và thầy cô có cái đề bài để chúng ta có thể làm. 5 phần quà nha thầy cô, hai tính năng tự động hóa và hai thông tin trên server. Về cái đề thi này, một mạch YOLOBIT vẫn có thể làm được nha, một mạch vẫn làm được. Và thầy cô muốn quay cho nó khéo á thì thầy cô để con led nó thưa ra, thầy cô đừng có xài con led nó nằm ở vị trí 21. Nó này nè, nè nè, cột một hàng một nè, cột hai nè, cho thành cột 3 đi, còn cái này cột 5 đi chẳng hạn, như vậy cho nó thưa ra để quay phim cho nó dễ chẳng hạn, như vậy được mà. Thì hy vọng là thầy cô sẽ làm được với cái bài này. Em sẽ chia sẻ project ha, và để đỡ bị trùng em sẽ xóa cái username ở phía bên em nha. Thầy cô làm thì cô nhớ chọn cái username cho nó phù hợp ở phía bên mình nha. Đây, em sẽ chia sẻ của em. Bên phía thầy soái thầy cũng có thể thử xài câu lệnh đọc cảm biến độ ẩm đất, nhưng mà thầy gắn cảm biến mưa vào ha, để xem thử coi giá trị nó sẽ như thế nào, nó có thực sự là đảo ngược lại hay không. Còn nếu nó không đảo ngược thì cứ lấy 100 trừ đi là nó sẽ thành đúng này thôi ạ. Nó vẫn không ngược, thầy có thể lấy thì trừ đi, lấy trừ đi là được rồi.
Dạ rồi, không biết là thầy cô có cần trao đổi gì thêm nữa không ạ? Hay là thầy cô muốn tập trung làm cái đề thi kia? Thầy Minh nhanh vậy. À, cái này khá đẹp, khá đèn khác nhau thầy cô ha. Anh chắc là làm mấy cái này khá là nghiễm tai rồi. Thì hiện tại bên phía thầy Ninh có đang có hoạt động câu lạc bộ hoặc là có hướng dẫn các em học sinh gì không thầy Ninh? Cái này hướng dẫn học sinh làm cái đề tài nông nghiệp rồi. Dạ, thầy có muốn chia sẻ hay hỗ trợ gì hôm nay? Trước mắt thì là mấy em làm cũng ổn này. Hôm trước có lỗi cũng nhờ thằng khác sửa giùm. Dạ, ok ạ. Rồi, cũng có một số thầy cô gửi lên ha. Rồi, em sẽ chờ. À, em sẽ cho thầy cô một ít thông tin để thầy cô về thầy cô làm cái phần AI cao cấp. Thầy cô có thể chạy hai cái camera khác nhau cũng được. Em rất là bực mình vì em không chia em chia sẻ màn hình bên phía thầy cô rồi thì bên 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 em nó không chạy được. À, thôi em sẽ tắt video bên này trước một chút xíu nha thầy cô nha. Em vẫn đang chia sẻ màn hình đúng không ạ? Đang chia sẻ màn hình đúng không ạ? Rồi thì trong cái phần AI á thì nếu mà thầy cô muốn làm hai camera mà nó chạy cùng một lúc á, ví dụ như thầy cô muốn dùng một cái camera để biết người đó là ai và một cái camera để phát hiện sâu bệnh của cây lúa gì đó chẳng hạn như vậy, thì cái camera để phát hiện người thì nó sẽ phải đặt thẳng ra đằng trước, còn cái camera kia thì nó đặt hướng khác, kiểu kiểu như vậy. À, thì trong cái dự án thì đôi khi thầy cô sẽ cần nhu cầu như vậy. Thì cho dù là thầy cô vào mô hình AI hay lập trình AI thì cái cách tương tác nó cũng giống nhau ha. Tức là thầy cô cần phải đổi cái camera. Đó, thì để đổi camera thì trước tiên á, là thầy cô sẽ cần phải nhấn vào cái chức năng camera. Ví dụ như trong việc huấn luyện á, thì thầy cô sẽ cần bật webcam lên nè. Đúng ạ. Còn khi mà chạy cái chương trình trí tuệ nhân tạo á, thì thầy cô cũng có câu lệnh bật camera đúng không thầy cô, thì thầy cô sẽ phải cần có câu lệnh đó. Nói chung là sẽ phải chạy cái chức năng để mở camera lên. À, thì sau khi mà thầy cô mở camera lên á thì ở góc bên này nè, ở góc bên cái trình duyệt á, nó sẽ xuất hiện một cái biểu tượng camera. Nó, khi mà thầy cô chạy camera nó mới xuất hiện nha, còn không chạy nó không xuất hiện đâu. Thì thầy cô phải nhấn vào đây ha. Xong thầy cô chọn tiếp là manage, chọn tiếp là manage camera như thế này nè. Đó. Thì nếu như thực sự á, nếu như thực sự mà thầy cô đang có hai camera khác nhau á, ví dụ như em ở đây em có nhiều camera này, thì em sẽ chọn trong cái danh sách này. À, mình sẽ chọn được trong cái danh sách này, ví dụ em chọn đại đi ha, ví dụ như Roycam Sụt 3 nè, chọn đại đi ha. Xong rồi thầy cô phải tắt đi, rồi thầy cô bật lại cái trang này thì nó mới được. Đúng không? Tắt camera đi, bật lại phát thì nó mới ra cái camera mà thầy cô vừa mới chọn đó. Em nhắc lại ha, thì khi mà thầy cô huấn luyện á, thầy cô sẽ phải bật cái camera lên. Thì khi bật camera thì bên này nó mới có cái biểu tượng camera, nhấn vào đây, nhấn manage để chọn cái camera mà thầy cô mong muốn. Ví dụ thầy cô muốn chụp mặt người xài camera 1, muốn nhận dạng sâu bệnh xài camera 2 chẳng hạn như vậy, thì thầy cô phải chọn để thầy cô chụp hình và thầy cô huấn luyện. À, thì thầy cô sẽ vô cái manage này để thầy cô chọn lúc này nè. Chọn xong rồi tắt xong rồi refresh lại cái trang này thì nó sẽ thành cái camera mới. Và thầy cô lập trình AI thì cũng y như vậy. Ví dụ như thầy cô làm bên phần lập trình AI ha,
thì nó cũng y như vậy. Bình thường á, giờ nó có rồi ha, nó có rồi khỏe, nhưng mà bình thường nó không có thì thầy cô nhấn cái nút chạy này lên. Nhấn cái nút chạy này lên thì tự động nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng camera thôi. Nó chắc chắn là nó sẽ xuất hiện luôn á. Nên là thầy cô cũng không có lo lắng ha. Nó xuất hiện lên rồi thì thầy cô tắt tắt cái chương trình này đi. Để thầy cô vào đây thì cô chọn lại camera. Chọn lại camera và chạy. Sau đó mở tiếp một cái tab thứ hai, mở tiếp một cái tab thứ hai, chạy một cái chương trình trí tuệ nhân tạo khác luôn và chọn lại camera, thì thầy cô sẽ có hai tab, mỗi tab nó chạy một chương trình trí tuệ nhân tạo và mỗi tab nó xài một camera khác nhau. Đó, thầy cô thấy không? Nó đang xài camera Droid Cam của em nè, đây là một camera nè. Giờ em mở tiếp nè, em mở tiếp một cái app.ostem.vn lập trình AI nè, rồi em chạy nè. Nó đâu có camera đâu đúng không? Em chạy nè. Em chạy thì nó sẽ ra cam lè đúng không? Xong em tắt đi. Em tắt cái chương trình này đi để em đổi camera. Em vô cái manage và em đổi camera. Xong em sẽ chạy lại, em tắt cái setting này và em chạy lại. Đó, em chạy lại. Thì nó sẽ đổi camera được và nó sẽ thấy em nè. Được không thầy cô? Tức cái Microsoft Teams này nó tương tác dở quá. Thì thầy cô thấy ha, đây là cái chương trình trí tuệ nhân tạo thứ hai nè, và đây là chương trình trí tuệ nhân tạo thứ nhất nè, hai thằng đang chạy song song luôn đó. Một thằng thì lấy camera, em xài camera ảo ha, nên là nó cam lè thôi. Thầy cô có camera thật thì đây nó sẽ là hình ảnh thật, còn bên này là chương trình từ một cái camera thật, webcam của máy tính đó, sẽ lên hình ảnh của em. Và kết quả này em gửi lên server thôi, gửi lên server thì YOLOBIT nó nhận được và nó sẽ xử lý. Và em đang chạy hai camera khác nhau đó, hai camera khác nhau ha. Thì mấu chốt là thầy cô chạy lên rồi sau đó thầy cô nó đúng hay nó trật thì kệ đó, nó đúng rồi để im được, nhưng mà nó trật á thì vô cái biểu tượng camera này, chọn manage, chọn lại, tắt setting rồi sau đó chạy lại là sẽ ok. À, giờ nó qua thằng thằng này đúng không, mới tắt nó qua nè. Giờ chạy hai thằng nó chạy hai camera giống nhau nè. Đó, hai thằng thằng nào cũng chạy giống nhau đúng không thầy cô? Thì tắt thằng đi, tắt thằng đi, vô đây manage, manage lại. À, và chọn lại camera gì đó. À, xong tắt setting, xong chạy lại. Thì nó sẽ đổi camera. Đó thì cô thấy không? Hai camera độc lập này. Do em không có camera ở đây á, chứ nếu có thời gian chút xíu em setup lên đó là thầy cô sẽ thấy hai camera chạy song song. Thầy cô có thì cô thử ha, thầy cô có thể dùng điện thoại của mình để làm một camera ảo cũng được. Và thầy cô chạy hai chương trình trí tuệ nhân tạo một lúc, và thầy cô sẽ có thêm công cụ mới cho cái phần trí tuệ nhân tạo này thầy cô ha. Rồi thì chắc là phần hướng dẫn của em đến đây là kết thúc thôi. Em dành thêm 5 phút nữa ha để thầy cô có trao đổi thêm gì đó thì chúng ta có thể đặt câu hỏi. Thầy cô nào mà có làm được cái hai camera thì cứ mạnh dạn chia sẻ.